Xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình mới đi lấy hàng về cho các bạn. Bữa giờ thì có rất là nhiều anh em á kêu mình đặt mấy cái ốp carbon này anh em. Đây là ốp lọc gió nè. Đó, thì mình cũng đặt về cho anh em luôn. Tại vì mấy cái loại này thì kén anh em chơi lắm. Lọc gió thì mình sẽ ốp bên kia. Và cái này là ốp Boe nè. Xe mình không có ốp nên là nó bị chày nè anh em. Đó. Ngày hôm nay thì mình có lấy cái nguyên bộ luôn. Nguyên bộ carbon nó là sẽ có bao 4 món anh em nha. 4 món, để mình lấy từng món ra cho anh em xem. Cái này là ốp ốp Boe nè. Đây là hàng chính hãng của Honda Việt Nam nha. Đây. Này cái này thì mình sẽ ốp ở đây. Đó. Rồi, còn một cái ốp Chebo nữa. Ốp Chebo thì là sẽ ốp phía bên đây nè anh em. Đây. Ốp Chebo thì ốp sẽ ốp bên đây ha. Đó. Nó cận thèm cho anh em thêm hai con ốc. Đây như là cái Chebo xin của mình nè. Đó. Mấy chỗ này thì nó hay bị chày xước lắm. Nếu anh em nào thích ốp thì mình ốp, còn không thì thôi, tại miếng mẫu này thì cũng kén khách hàng sử dụng á. Còn đây là cây ốp ốp Dubo, nguyên một bộ nó luôn, là bao gồm là 4 món anh em nha. Rồi, bên đây còn một cái món lọc gió. Lọc gió thì nó cũng kèm cho anh em hai con ốc luôn. Đây, lọc gió thì ốp ngay đây. Đó, nguyên bộ nó 4 món. Thì anh em chơi cái loại carbon này nhìn sẽ đẹp hơn so với cái loại mà mũ chơm nha. Loại mà giả inox á, đa số là bằng nhựa dán thôi. Đó. Rồi. Đây thì chung là mình về được 5 bộ, đợt này về 5 bộ, mình đặt 5 bộ thôi. Tại vì mấy cái hàng này đa số có một vài anh em đã đặt hàng sẵn rồi. Còn mấy cái tem nè, tem là tem 3D chính hãng của Honda ha. Thì như anh em biết mình hay bán cái loại tem Boxy này phối với ở cái phần bên hông này, hoặc là cái phần phần nạ trước này. Phần nạ trước này anh em có thể dán 3D cũng được. Đó. Rồi. Lần này thì có thêm cái tem chìm nữa anh em. Tem chìm đây. Tem chìm là tem chữ công á anh em. Đây. Đó, tem chìm ha. Chữ công. Cũng là chính hãng luôn. Và về thêm mấy cái mão của CBS. Đây, mão của CBS ha. Mão CBS, còn mão đây là mão ABS. ABS hiện tại thì mình cũng đang còn hàng sẵn. Đó, về được bao nhiêu đó. Đa số là hàng chính hãng thôi ha. Còn đây là cái thảm hôm bữa mình quay cho anh em rồi. Thảm này xài rất là dày, xài không biết chừng nào hư đó. Nhiều khi anh em xe anh em hư rồi chưa chắc gì cái thảm này đã hư đó anh em. Nó dày lắm. Chung thì nó dày hơn những cái loại thảm mà trong hãng bán cho anh em. Giá rất là rẻ. Rồi. Đây là một số món ha. Xe mình hôm bữa mình không kỹ thì bị chày chỗ cái Boe này anh em thấy chưa? Đó. Thì anh em đi muốn bảo vệ thì cho những cái phần này thì anh em chơi ốp carbon cũng được. Full combo đó là 4 món ha. 4 món. Rồi, mình có để ở phần giỏ hàng á, không thì anh em đi vào phần giỏ hàng để mình tham khảo những cái món phụ kiện khác ha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình nhé.